Con chào kính cha. Tên gì? Con là Rosa Trần Thị Thủy, con đến từ giáo xứ Hà Xá, giáo phận Thái Bình. Con được ơn ba ơn, nhưng mà ơn là ơn con dâu của con ấy, là cháu ở ngoại đạo, chú chợ cháu lấy chợ lấy con nhà con là công giáo. Thế là cháu 5 năm cháu bị hiếm muộn ấy, 5 năm cháu mới có em bé. Thế là con cứ sốt ruột, con giục cháu là con đi xem là con siêu âm hay con làm nào chứ không có ấy. Thế là con cháu bảo là mẹ ơi, con cứ tín thác vào Chúa, con không làm sao. Thế hôm ấy con mới xin được cái tha 2014 ấy, con mới xin được cái điện của cha, cái số máy của cha. Thế con điện vào cho cha, con chẳng biết điện. Thế con mới nhờ cái đứa cháu hàng xóm ấy, nó điện cho con. Thế nó điện lúc 5 giờ, thì đến 8 giờ thì cha trả lời con là cha và cộng đoàn hợp một ý cầu nguyện cho con sẽ tín thác vào Chúa. Thế 2 tháng sau thì con nhà con nó điện về, nó bảo là mẹ ơi, con có em bé rồi. Sau mấy năm đợi chờ? Dạ. Mấy năm đợi chờ? 5 năm ạ. Vâng, 5 năm đợi chờ. Bây giờ đã có tin vui, đó là ơn thứ nhất, ơn thứ hai. Thưa cha, ơn thứ hai là ơn của con. Con bị thoái hóa sống cổ, con bị xẹp 5 đốt sống lưng này. Thế xong lại chèn hai dây thần kinh trên sườn nó chèn. Con đi con không đi được, con cứ đi lệch người đi. Thế đến hôm ấy cái con dâu nhà con nó mới đưa cho con lên 103. Họ bảo con, họ khảo siêu âm gì cơ, chụp cộng tư hưởng. Thế họ bảo con là bà phải mổ. Thế con bảo thế thì mổ thì bây giờ thì làm thế nào? Và thế bảo mổ thì thôi, bác sĩ tôi xin bác sĩ cứ cho tôi về. Tôi về rồi là tôi chạy tiền rồi tôi nên. Thế con về thì con lại nhắn tin cho cha. Thế xong cha cũng trả lời con. Thế đến một tháng sau thì con đi vào trong giáo điểm tin mừng. Thế con cha đặt tay cho con. Thế là con về là con tự đấy là con đỡ được cái bệnh đau lưng. Thường có kiểm còn cái bệnh viêm xoang của con nữa. Mấy năm con cứ hắt hơi sổ mũi, là cứ sáng ra dậy là nó hắt hơi khó chịu. Thế tự nhiên nó cũng biến mất ạ. Ơn cuối cùng là ơn chồng con mới hôm 25 tháng 12 vừa rồi. Tự nhiên chồng con đau bụng dữ dội luôn, suốt đêm. Thế con bảo Giê-xu bây giờ thì biết làm thế nào được, đêm hôm thế này. Thôi, anh dậy đi rồi là em với anh đọc kinh lòng thương xót. Chúa sẽ giúp anh, Chúa cầu nguyện cho anh, Chúa cứu anh. Chứ bây giờ đang đêm thì em không biết làm thế nào được. Thế là con dậy đọc kinh thì một độ một tiếng sau thì chồng con giàn. Thế sáng mai là chồng con khỏi. Thế xa từ hôm ấy đến giờ là hơn 2 tháng rồi, chồng con chưa thấy gì nữa, cũng không phải uống thuốc. Tôi gửi tặng cho con dâu của chị, chồng chị và chị, 3 người thi nhau mà đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuốn sách dày nhưng mà vì là chữ to cho anh chị em dễ đọc. Cuốn sách nhật ký lòng thương xót Chúa của thánh nữ Faustina ghi lại những gì mà Chúa đã hiện ra với Faustina và đọc cho Faustina, ghi lại từng câu từng chữ từ năm 1931 đến năm 1937. Nhờ đó mà ta biết được chuỗi kinh lòng thương xót, kinh cầu lòng thương xót và những mặc khải về lòng thương xót Chúa, những gì chúng ta cần thiết nhất để được ơn cứu độ, để được ơn toàn xá, lãnh nhận nơi lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho chị cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Rồi, xin mời các bé lên đây. Đây con.